thân nó đình công đấy, thân nó bảo là trời mưa ở nhà cho nó an toàn, ở nhà cho nó đỡ mệt đấy. Dậy sớm là một cái khó khăn của rất rất nhiều người đúng không ạ? Vậy mà chúng ta có thể dậy được thì chắc chắn nó phải có một cái điều gì đó đúng không ạ? Có một cái lý do gì đó đủ lớn để chiến thắng cái gì ạ? Là cái giường, cái chăn êm đệm ấm của chúng ta. À đúng rồi. Khi mà chúng ta có cái lý do để chúng ta dậy sớm, để chúng ta tham gia vào học tập, thì chúng ta sẽ chiến thắng được gì ạ? Được cái sự lười biếng của mình đó. Và khi đó thì chúng ta mới duy trì được cái kỷ luật bản thân. Kỷ luật bản thân chỉ đơn giản đó là gì ạ? À, chúng ta làm những cái việc để mà giúp mình có những cái lợi ích trong tương lai, thì kể cả cái việc đó nó có thích hay không thích đó, mình làm những cái việc mang tính chất là đều đặn, kiên trì để mà gì ạ? Để mà chúng ta đạt được những cái mục tiêu trong tương lai. Rõ ràng khi mà chúng ta dậy sớm để học tập là chúng ta mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta có muốn trở thành người gì ạ? Giỏi hơn, người khỏe mạnh hơn đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta có một cái lý do rõ ràng thì chúng ta sẽ gì ạ? Dễ dàng dậy mà không cần ai chỉ là dậy như thế nào. Nếu mà ai đó hỏi là anh ơi bây giờ em dậy như thế nào, thì thông thường nó có chỉ thì nó cũng không làm, mà gì ạ? Mà trả lời được câu hỏi tại sao em phải dậy vào lúc 5 giờ sáng, có lúc 4 rưỡi sáng, thì khi đó tự nhiên cái việc mà kỷ luật bản thân thế nào nó dễ hơn. Vì vậy luôn luôn đặt câu hỏi tại sao mình cần phải làm cái điều này, tại sao mình cần phải làm cái điều kia đó. Đúng rồi, có một số người thì nói rằng là tôi dậy nó chỉ là một thói quen thôi, bởi vì mình quen như thế nhiều năm rồi. Có một số người thì dậy sớm nhưng mà tại sao mình vào Zoom học tập hàng ngày, rõ ràng là vậy, nó không phải là một thói quen mà không có sự chủ đích. Như vậy là gì ạ? Chúng ta cần phải có trong đầu cái chữ chủ đích, à mình dậy để làm gì, mình dậy để tập thể dục, mình dậy để thiền, mình dậy để gì ạ? Để học tập, hay mình dậy để đi làm đúng không ạ? Mình có một cái chủ đích ở trong đầu trước khi mà mình làm cái việc đó, có phải không ạ? Thì cái chủ đích ở trong đầu ấy thì nó gọi là gì ạ? Nó gọi là kế hoạch, nó gọi là kế hoạch, nó gọi là mục tiêu, có phải không ạ? Mục tiêu hay kế hoạch nó nằm ở trong đầu mình dự định trước thì đấy gọi là gì ạ? Đấy là mục tiêu hay kế hoạch đó. Vì vậy là gì ạ? Cái phần số 2, cái mẹo số 2 đó là chúng ta phải có ở trong đầu một cái mục tiêu và một cái kế hoạch hành động trước khi mà chúng ta làm cái việc đó. Ví dụ như là sáng nay là gì ạ? Là mình dậy sớm lúc 4:30, sau đó là 5 giờ mình vào Zoom. Đấy, thì từ 4:30 đến 5 giờ thì mình sẽ có những cái khoảng thời gian để mình vệ sinh cá nhân, mình tập thể dục một chút đúng không ạ? Uống nước. Đấy. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái kế hoạch của mình định trước ở trong đầu rồi, với một cái mục tiêu mình mong muốn là gì ạ? Là sẽ sau này nó sẽ là mình sẽ trở thành cái người mà giỏi hơn, có trí tuệ hơn, thành công hơn, khỏe mạnh hơn. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta sẽ làm được cái việc mà đáng ra là chúng ta không làm đó. Thì cái kỷ luật bản thân đơn giản là mỗi ngày chúng ta làm cái công việc đó, và chúng ta vượt qua được cái sự trì hoãn, vượt qua được cái lý do mà chúng ta gì ạ? À, chúng ta không làm, lý do mà chúng ta lười biếng đấy ạ. Thế thì Huy phân tích thêm một chút để anh chị em chúng ta hiểu tại sao chúng ta lại kỷ luật bản thân và tại sao chúng ta không làm được cái điều đó. Bởi vì trong trong bản thân chúng ta ấy, nó có 3 phần, nó có 3 phần đấy ạ. Cái phần này là phần phân tích về lý thuyết một chút nhé. Anh chị em có muốn học lý thuyết không? Lý thuyết và thực hành nhé. Thì lý thuyết và thực tế nhé. Thì có một chút lý thuyết về chỗ này. Đó là gì ạ? Là trong bản thân chúng ta muốn hành động ấy, là chúng ta có 3 phần. Đấy là thân, tâm, trí. Có phải là trí là cái gọi là cái
gọi là cái ý thức mà chúng ta chủ động đặt mục tiêu, đặt kế hoạch. Kế hoạch và mục tiêu là khi mà chúng ta đặt kế hoạch và mục tiêu ấy là chúng ta rất là hào hứng, và lúc đó là chúng ta đang dùng cái gì, trí tuệ của mình để đặt mục tiêu, đúng không ạ? Bởi vì khi đó chúng ta chủ động nghĩ về cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Ví dụ như này, mục tiêu chúng ta trở thành cái người giỏi hơn thì chúng ta biết là chúng ta cần phải học tập, và học tập dung gà gáy là một trong những cái gì ạ, một trong cái chương trình học tập vô cùng tuyệt vời, vô cùng đặc sắc, vô cùng cần thiết. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải gì ạ? Phải dậy buổi sáng để mà học dung gà gáy. Thì đấy là cái trí của chúng ta. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà đến buổi sáng dậy, cái thân của chúng ta nó gì ạ? Nó lười. Cái thân của chúng ta nó không muốn dậy. Cái thân của chúng ta nó mỏi, nó mệt. Cho nên là gì ạ? À, cái tâm của chúng ta nó lại chiều chuộng cái thân của mình, cho nên mình không dậy được. Cho nên những người ngoài kia họ không dậy được, còn những người ở đây là những người đã vượt qua được cái thân, sử dụng cái tâm của mình để vượt qua cái thân, để mà đạt được cái điều mà cái trí nó đã đặt ra. Bây giờ cái tâm mình mệt, tức là cái cảm xúc của mình ấy, nó không vui. Đáng ra ngày hôm nay mình dự định là mình sẽ làm cái việc đó rồi. Đáng ra là sáng nay mình dự định là mình dậy rồi. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái cảm xúc của mình không vui. Cái tâm của mình nó không vui, nó không thích dậy. Đúng không ạ? Cơ thể thì khỏe mạnh, không vấn đề gì, không đau yếu gì. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái tâm của mình nó không vui vì ngày hôm qua vừa cãi nhau với vợ, cãi nhau với chồng, vừa hôm qua vừa bị mất một khoản tiền, vì hôm qua vừa làm cái việc gì đó mà mình không vui. Cho nên là gì ạ? Mình cũng không muốn làm cái việc mà cái trí đã đặt ở trong đầu. Như vậy là gì ạ? Có mục tiêu, có kế hoạch rồi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì sao ạ? Cái mục tiêu, cái kế hoạch đó là do cái thằng trí nó làm, chứ không phải do thằng thân, thằng tâm nó làm đâu. Đúng chưa ạ? Cho nên là gì ạ? Thằng trí nó đặt mục tiêu thì mình cứ đặt mục tiêu đi, trong đầu việc mà thực hiện mục tiêu hay không là do thằng thân này thực hiện, chứ đâu phải do trí thực hiện. Anh chị em chúng ta hiểu điều này không ạ? Rất nhiều người đặt mục tiêu, bây giờ mục tiêu dậy sớm để học tập thì chúng ta đạt được rồi. Nhưng mà cái mục tiêu, những cái mục tiêu khác, ví dụ như là mục tiêu mà kinh doanh, mục tiêu về mời khách đấy, kinh doanh thì chúng ta cần phải tiếp xúc với khách hàng. Bây giờ chúng ta muốn thành công không ạ? Hỏi muốn thành công ai cũng gật gật, ai cũng trả lời có, đúng không ạ? Anh chị em thử trả lời xem là anh chị em có muốn thành công không thì comment có. Có muốn thành công ô không thì ai comment này, hay nhỉ? Hay là quên à? Rồi, đúng rồi đấy, có thể comment có. Hỏi muốn thành công không thì 100% phòng Zoom trả lời là có, đúng chưa? Thế thì bảo là gì ạ? Bảo là làm đi. Thì rất nhiều người hỏi là em không biết làm như thế nào. Thực ra cái điều đấy là sai. Làm như thế nào thì không phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao mình cần phải thành công, tại sao mình cần phải làm. Đấy. Thì khi mà mình trả lời được câu hỏi tại sao ấy, thì mình giúp trả lời được cái tâm của mình. Cái cảm xúc của mình lúc đó là gì ạ? Nó sẽ nhường lại cho cái gì ạ? Cho cái trí tuệ của mình. Đó. Đúng không ạ? Thì cái câu trả lời là làm như thế nào thì thằng trí tuệ này nó xử lý. Nhưng mà cái làm tại sao phải làm ấy thì nó xử lý cái tâm này. Mà cái tâm mới là cái thứ quan trọng nhất. Cái tâm mới là thứ quan trọng nhất. Cái cảm xúc của mình ấy mới là thứ quan trọng nhất. Rất nhiều lần chúng ta muốn làm nhưng chúng ta không làm được. Bởi vì cái tâm sợ hãi. Cái tâm của chúng ta là cái tâm sợ hãi. Chúng ta sợ rằng là gì ạ? Là chúng ta không đủ khả năng. Chúng ta sợ rằng cái này, sợ rằng cái kia. Thằng trí là muốn làm rồi đấy. Thằng trí là mình muốn là thành công rồi đấy. Cho nên là diện hỏi muốn thành công không, thằng trí nó nhảy ra nó trả lời là có, tôi muốn thành công. Nhưng mà bảo làm đi thì thằng tâm nó bảo ui mà sợ lắm, thành công thì không biết là người ta còn quý mình không, những người thân xung quanh mình. Bây giờ mình có tiền rồi, mình giàu rồi, người ta lại bảo là gì ạ? Lại gì ạ? Sang thì đổi bạn, giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Thế thì mình mà giàu thì mình lại đổi vợ, không được, mình không muốn đổi vợ. Mình sang mình lại đổi bạn à? Không, mình không muốn đổi bạn. Bạn mình đang tốt mà, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Mình sợ rằng mình sẽ phải thay đổi
và mình sợ cái thay đổi đấy nó sẽ gặp rủi ro, cho nên cái tâm của mình nó không yên, nó không an. Và tâm nó không yên, nó không an ấy, thì nó không hành động, nó không đẩy cho cái thân này nó hành động được. Đấy, cho nên là về lý thuyết đó là chúng ta muốn thành công, nhưng mà thực tế là cái thân của mình nó không vận động để thành công được. Bảo là nhấc điện thoại lên để gọi đi thì không dám nhấc. Bảo là gì ạ? Bảo chat với cả người ta đi, bảo đăng bài đi để bảo xây dựng thương hiệu đi thì không dám làm. Bảo là gì ạ? Bảo là xông pha đi, trời mưa thì phải lao ra ngoài đường. Đấy, bởi vì sao ạ? Trời mưa ấy, là khách hàng ấy, là nó không có đi đâu cả. Cho nên là cái cơ hội để mình gặp được họ dễ hơn. Cái thứ hai nữa là trời mưa ấy, là họ, mình đến gặp họ lúc của trời mưa ấy, họ nhìn thấy cái sự nhiệt tình của mình, họ nhìn thấy sự khát khao của mình, cho nên họ gì ạ? Họ dành thời gian cho mình, họ tập trung hơn. Trời mưa thì không có những cuộc điện thoại réo là đi nhậu, không có cuộc điện thoại réo đi chơi, không có cuộc điện thoại réo đi làm. Cho nên là gì ạ? Cho nên trời mưa phải lao ra ngoài. Thì cái điều này ấy, là cái thân của mình nó phải chịu khổ. Mà thân nó chịu khổ thì nó cũng chịu. Thân nó cũng phản đối chứ. Thân nó đình công. Đấy, thân nó bảo là trời mưa, ở nhà cho nó an toàn, ở nhà cho nó đỡ mệt. Đấy, nóng ngực thế này mệt. Cho nên là gì ạ? Khi nó mệt thì sao? Là hai thằng bên trên kia chứ ạ? Ở trên bảo dưới không nghe, chứ là trên bảo ý là thằng Chí là cái thằng đầu của mình ấy, và gì ạ? Thằng Tâm là gì ạ? Là cái thằng cảm xúc của mình ấy, nó bảo, nhưng mà bên dưới là cái thân thể của mình ấy, nó không nghe. Trên bảo dưới không nghe. Đấy, thế thì làm thế nào để bây giờ mình huấn luyện cho thằng bên dưới? Bởi vì thằng bên dưới là cái thằng thân thể này nó rất ngu, nó không có ước mơ, nó cũng chẳng có kỳ vọng, nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ là cái thằng mà thừa hành thôi. Bảo sao nó làm vậy, mình bảo giơ tay thì nó giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân. Nó đâu có mà, nó hỏi là thế giơ tay để làm gì đâu. Cái thằng tay, cái thằng thân thể này nó chỉ thừa hành cái gì ạ? Cái ý muốn của cái thằng Chí và thằng Tâm thôi. Đấy, thế thì làm thế nào để cho thằng thân này nó nghe lời bây giờ? À đúng rồi, thì chúng ta phải huấn luyện cho nó anh chị em nhé. Mình phải huấn luyện cho cái thằng thân này nó nghe lời mình. Chứ nếu không ấy, làm sao ạ? Trên bảo dưới không nghe. Không biết là anh chị em nào đã gặp cái tình trạng này trên bảo dưới không nghe chưa? Chắc là gặp nhiều rồi đấy. Gặp nhiều nó là gì ạ? Mình bảo là hành động đi mà nó không hành động ấy, thì đấy là mình trên bảo dưới không nghe. Mình bảo là gì ạ? Là làm đi thì sao ạ? Thân thể nó bị lười lắm, bị ngại lắm. Thì đấy là gì ạ? Đấy là trên bảo dưới không nghe đấy anh chị em nhé. Chứ không phải là cái kia đâu, các bố đừng có nghĩ lung tung. Đấy, thế thì mình phải huấn luyện cho nó. Huấn luyện cho nó bằng cách nào ạ? À, xây dựng những cái thói quen. Xây dựng những thói quen. Và gì ạ? Huấn luyện như là huấn luyện chó anh em ạ. Huấn luyện cái thân của mình ấy. Cái thân của mình nó như con chó. Tức là nó rất khôn. Nó khôn như là những cái con, nó tức là con chó nó khôn, nhưng mà nó khôn nhất trong số những cái con chó, những cái con động vật. Đấy, chứ nó không thể so với người được, đúng chưa? Cho nên là cái thân của mình nó như con chó. Thế thì mình huấn luyện con chó thì mình làm như nào? À, mình phải nói nhẹ nhàng với nó thôi, đúng không? Mình phải nói nhẹ nhàng với nó thôi. Ngày xưa ấy là các cụ nói có cái gì ạ? Con lừa ưa nặng. Tức là gì ạ? Nói thì không nghe, cứ phải một vào người mới nghe. Con cái mình cũng thế. Anh chị em nào có con thì comment số 4 giúp Huy ạ. Mình bảo nó không nghe. Mình vụt vào người nó thì nó lại nghe. Đúng không anh chị em? Nếu mà anh chị em thấy là điều này nó đúng thì comment số 5. Mình nói nó, mình bảo là con ơi, học bài đi, nó không nghe. Mình bảo là con ơi, ăn cơm đi, nó không nghe. Nó cứ gì ạ? Nó ngồi ỉ ra nó xem phim, nó ngồi ỉ ra nó gì ạ? Nó nhìn điện thoại. Ngồi ỉ một chỗ này nhìn điện thoại này. Thì cái thân này nó không phải hoạt động, cho nên nó nhàn. Đúng không ạ? Cho nên nó nhàn. Và khi nó nhàn thì sao ạ? Thì nó không muốn làm gì cả. Nhưng mà mình quật vào người nó đau. Nó đau rồi sao ạ? Thì nó phải làm. Đấy. Cho nên là gì ạ? Huấn luyện cái thân của mình đôi khi là phải dùng roi. Đấy. Đó. Đó. Thế thì nó phải có một cái gọi là để mà huấn luyện cái thân của mình ấy, giống như con chó ấy,
Một là mình dùng roi mình quật nó, hai là mình dùng cái gì ạ, dùng thức ăn mình dụ nó, tức là dùng cái lợn để mình dụ nó. Thế cái thân này cũng thế. À, nếu như mà mày tập thể dục thì sau này ấy, thì cái thân ấy, tức là mày ấy, là sẽ gì ạ, sẽ khỏe mạnh, có một thân thể cường tráng để mình gì ạ, để mình có thể làm được nhiều việc hơn, để mình còn gì ạ, còn là xông pha được, mình còn thành công đấy, thấy chưa? Ít nhất chưa nói đến việc thành công phải nói đến thằng Chí rồi, nhưng mà ít nhất ấy, mày đỡ bị bệnh tật, mày đỡ bị đau yếu. Thì thằng thân ấy, nếu mà bị bệnh ung thư, bị tiểu đường, bị mỡ máu thì thằng nào chịu khổ ạ? Thằng thân này chịu khổ. Thằng tâm, thằng trí thì chưa nói, chưa biết. Thằng tâm, thằng trí mà nó không được ăn ấy, không được học ấy, thì lúc đấy là nó khổ, nó nghèo, nó đói. Nó đói là đói trí thức, nên thằng trí ấy. Thằng tâm này này, nếu mà không được yêu thương, không được tôn trọng, không được ghi nhận, thì thằng tâm này nó đau, nó đói. Nếu mà không có kiến thức thì thằng trí này nó đói. Nếu như mà gì ạ, nếu mà không được khỏe mạnh thì thằng thân này nó đói, đúng không? Nếu mà vì mình nghèo cho nên là gì ạ, mình nghèo cho nên cái trí tuệ mình không phát triển, cho nên là mình gì ạ, mình trở thành cái người mà không phát triển, và mình bị những cái gọi là xã hội này ruồng dậy, thì khi đó là gì ạ, là cái trí của mình nó đau khổ, cái tâm của mình nó đau khổ, nó thúc thằng trí là mày phải xây dựng kế hoạch đi, mày phải xây dựng mục tiêu đi. Đó, thì cái nguyên tắc để mà chúng ta xây dựng kỷ luật đó là chúng ta phải gì ạ, phải huấn luyện cho thằng thân và thằng tâm và thằng trí, đấy ạ. Thì huấn luyện thằng trí thì bằng cách học tập này, đúng rồi. Huấn luyện thằng tâm thì bằng cách là gì ạ, làm sao để tâm nó yên an, làm sao để nó gì ạ, nó cân bằng, người ta gọi là cân bằng cảm xúc ấy, đấy chưa? Thì huấn luyện về cái cảm xúc, về cái tâm của mình ấy, thì có rất nhiều cái chương trình rồi, ví dụ như là làm sao để cân bằng cảm xúc, làm sao để quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đã có rất nhiều chương trình nói về gì ạ, huấn luyện cái gì ạ, cái cảm xúc hay cái tâm của mình rồi. Thế thì làm sao để huấn luyện cái thân của mình, đấy, huấn luyện cái thân của mình. Thì như vừa rồi Huy nói là gì ạ, là chúng ta vừa phải gì ạ, vừa phải dùng roi, tức là dùng cái gì ạ, những cái thứ nặng để cho cái cơ thể mình nó vận động. Đấy, mình không thể nào mà ngồi ì ra được. Nếu mà mình cứ ngồi ì ra thì mình sẽ gì ạ, cái thân thể mình sẽ có một cái thói quen nó ì, và khi mà cần hành động, cần vận động ấy, nó sẽ lười, nó sẽ không có sẵn sàng để nó gì ạ, nó tuân theo lệnh đó. Vì vậy là chúng ta gì ạ, chúng ta cần phải thay đổi một thứ đó là gì ạ, cái mẹo số 3 đấy, đó là thay đổi hình ảnh tự thân. Cái mẹo số 3 để mà chúng ta gì ạ, để chúng ta có thể mà kỷ luật bản thân ấy, là chúng ta thay đổi hình ảnh tự thân. Cái hình ảnh tự thân là gì? Hình ảnh tự thân là những cái thứ gì mà chúng ta nghĩ về mình, đấy chưa? Ví dụ như là tôi nghĩ rằng tôi là người khỏe mạnh thì cái trí tuệ của tôi nói với tôi rằng tôi là người khỏe mạnh, thì cái thằng tâm ấy nó sẽ bảo ừ đúng rồi, tôi là người khỏe mạnh. Cái thằng thân nó bảo ừ đúng rồi, tao là người khỏe mạnh. Thế thì là gì ạ, mình thống nhất giữa tâm, thân và trí thì nó sẽ tạo ra được sức mạnh. Đấy, được chưa? Nếu mà mình không thống nhất được tâm, thân, trí, khi mà thằng trí nói mà thằng tâm không nghe, thằng tâm nói thằng thân thể không nghe, thì làm sao? Mình không có một cái sự đồng nhất, mà không có sự đồng nhất thì không có sức mạnh, và không có sức mạnh thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ không được kỷ luật bản thân, được chưa? Huy nói ví dụ như này, mình là người có trách nhiệm, tức là mình tự nói với mình là người có trách nhiệm. Thằng tâm nó bảo ừ đúng rồi, tao là người có trách nhiệm. Thì thằng thân thể nó bảo ừ thì có trách nhiệm, thì tao là người có trách nhiệm, thế nào để có trách nhiệm. Thằng thân lúc nào nó hỏi là làm thế nào, thằng thân nó không hỏi tại sao, mà thằng thân nó hỏi làm thế nào, thế bây giờ có trách nhiệm thì làm thế nào. Nói mẹ gì mà cứ lý do là thằng bên trên, bây giờ cuối cùng là bên dưới là gì, làm thế nào, đấy chưa? Thế thì ví dụ như là cái vòng chung này, trong vòng 2 năm, gần như là 2 năm liên tiếp,
và hần như là thứ sáu hàng tuần, tuần nào Huy cũng xuất hiện vào cái lúc 4:30, tức là lúc nào cũng dậy lúc 4:30 ngày thứ sáu. Những ngày khác thì cũng bập bõm rồi, nhưng mà riêng thứ sáu thì đều đặn trong vòng 2 năm liên tiếp. Thì theo anh chị em là 2 năm liên tiếp mà thứ sáu nào cũng dậy vào lúc 4:30 thì theo anh chị em đã phải là cái người kỷ luật chưa, đúng không ạ? Tối hôm qua vẫn thức đến 1:30, có đang nói chuyện với cả chị Nhâm Huyền Thương, đúng không ạ? Tối hôm qua vẫn ngồi với cả nói chuyện với chị Nhâm Huyền Thương vào lúc 9 à vừa lúc 1:30 sáng, 4:30 sáng vẫn dậy để mà gì ạ, để mà đào tạo bình thường, tức là ngủ từ 1:30 đến 4:30 là mấy tiếng nhỉ, 3 tiếng, ngủ 3 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn dậy bình thường. Cái này hôm trước bạn Phương Đông cũng hiểu này, Phương Đông hôm trước cũng như cũng thức đến 1:30 xong cũng dậy 4:30 để đào tạo này. Đấy, cảm ơn lãnh đạo Phương Đông. Đấy, thế thì sao ạ? Bởi vì chúng ta có một cái hình ảnh tự thân, tôi là người có trách nhiệm, mà sáng ngày mai có 200 người đang đợi tôi ở trên phòng Zoom, cho nên là gì ạ, cho nên tôi phải dậy bình thường ấy. Mà bảo dậy là mình cũng không dậy đâu, nói thật với anh chị em, bình thường là mình cũng không dậy đâu, nếu mà không có lý do đặc biệt là mình không dậy đâu, đúng không anh chị em? Đấy, Phương Đông còn 2:30 mới ngủ mà 4:30 vẫn dậy bình thường. Bởi vì sao ạ? Mình có lý do đủ lớn, mình có lý do đủ lớn để mình dậy, cho nên là gì ạ? Cho nên là mình mới dậy được. Bởi vì sao? Bởi lý do đủ lớn của mình là gì? Tôi là người có trách nhiệm, cho nên tôi không thể nào mà ngủ được. 200 người đang đợi tôi thì đấy có phải là lý do đủ lớn không anh chị em? Đúng không ạ? Đúng chưa? Đấy, lý do đủ lớn thì chúng ta sẽ dậy được. Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải cài đặt vào cho cái thằng tâm, cái thằng thân của mình ấy, à, tôi là người như thế nào. Cho nên là chúng ta phải nhẩm đi nhẩm lại, đọc đi đọc lại những cái câu nói để mà xây dựng cái hình ảnh tự thân của mình. Ví dụ như là tôi là người có trách nhiệm, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người thành công, tôi là người hạnh phúc, tôi là người giàu có. À, người giàu thì họ làm thế nào, đúng chưa? Thì huấn luyện cái thằng thân ấy, thì thằng thân nó biết. À, thằng thân thì nó mắt nó nhìn mà, nó có mắt, có mắt nó nhìn, nó nhìn thấy cái người giàu là người mà gì ạ, là rất là kỷ luật đấy, người giàu là người rất là gì ạ, chịu khó đấy, người giàu là người hành động đấy, người giàu là người tích cực đấy. Thế thì làm sao ạ? Nó sẽ bắt chước cái người giàu và nó sẽ làm theo người giàu đấy, nó bắt chước cái người khỏe mạnh, nó làm theo người khỏe mạnh. Cái người khỏe mạnh là người sẵn sàng dậy sớm để mà tập thể dục. Thế thằng thân nó biết là gì ạ? Nó biết nó là người khỏe mạnh, cho nên nó sẽ sao chép, nó sẽ copy những người khỏe mạnh. Mà gì ạ? Thằng Chí lúc đấy không cần phải ra dấu hiệu nữa, được chưa? Khi mà mình huấn luyện được cái thằng thân rồi, nó thành một cái thói quen rồi ấy, thì thằng Chí lúc đấy là gì ạ? Nó không cần phải ra dấu nữa, nó không cần phải gì ạ? Không cần phải đấu tranh nữa. Bởi vì sao ạ? Mỗi khi mà chúng ta đấu tranh với cả những cái thứ mà chúng ta chưa muốn, bởi vì kỷ luật bản thân là làm những cái thứ mà mình chưa muốn lắm để mà gì ạ? Để mà đạt được những cái thứ là gì ạ? À, lớn hơn ở trong tương lai. Đấy, cho nên là gì ạ? Khi mà mình phải đấu tranh giữa thằng tâm, thằng thân, thằng trí, nó phải đấu tranh với nhau thì nó mất năng lượng. Nó mất năng lượng thì làm sao? Nếu mà cái thằng tâm mà không lớn hơn ở thằng thân thì làm sao? Thì nó rằng co này. Đấy, không biết là nằm trên giường bắt đầu ngồi nghĩ, không biết là dậy hay không, không biết là dậy hay là ngủ tiếp này. Mẹ nó lúc sau mở mắt ra lúc 8 này, 8 giờ mẹ rồi. 8 giờ mất rồi. Đúng không anh chị em? Có bao giờ gặp trường hợp này không? Mình bảo là gì ạ? Ồ, hôm nay mình sẽ phải mời khách, hôm nay mình sẽ phải tiếp xúc với 10 khách hàng. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu làm ấy, mình đấu tranh. Không biết mình nói, không biết là nó có nghe không? Không biết gọi điện nó có nghe máy không nhỉ? Không biết là nghe máy thì nó có gọi là đồng tình với mình không? Thế bắt đầu mình ngồi mình đấu tranh. Mình cái vụ mà đấu tranh đấy là mất năng lượng nhất anh em ạ. Cái vụ đấu tranh là có làm hay không làm là mất năng lượng nhất. Cho nên là gì ạ? Cho nên là để mà giảm bớt cái sự đấu tranh thì chúng ta phải huấn luyện cho cái thằng gì ạ? Cái thằng thân này là gì ạ? Mày là cái người hành động, mày không phải là người lười biếng, được chưa? Cho nên là gì ạ?
có một cái lưu ý rất là quan trọng với anh chị em này, một lưu ý rất quan trọng anh chị em này. Đó là gì ạ? Đừng có tự trách cái thân của mình đấy. Rất nhiều lần anh chị em bảo bực mình ấy. Bực mình vì sao ạ? Bởi vì mình không làm cái được cái điều đấy thì mình bực mình, đúng không ạ? Mình nói chuyện với khách hàng mà khách hàng nó không nghe thì ra là lỗi của mình. Lỗi của mình là lỗi của cái thằng thân này, lỗi của thằng thân này. Thế mình bực mình, đúng không ạ? Bực mình, bực cái thân mình. Thế bực cái thân mình thì sao? Thì thằng sau, thằng thân nó lại càng không làm. Mình ghét nó thì nó không làm nữa. Đấy. Cho nên việc đầu tiên ấy là đừng trách cái bản thân của mình. Bản thân là chính là cái thân của mình. Đừng trách cái thằng thứ ba ấy, cái thằng bên dưới ấy, đừng trách nó. Đầu tiên ấy là mình nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm vào gì ạ? À, thằng trí tuệ của mình ấy là phải nhận trách nhiệm trước. Bởi vì thằng này nó thằng đầu não mà. Thằng này mới quyết định nó làm cái gì, thằng này nó mục tiêu mà. Đúng không ạ? Thằng này là thằng lãnh đạo. Thằng này là thằng lãnh đạo. Thằng trí này là thằng lãnh đạo. Thằng lãnh đạo là quyết định là đi đâu. Đúng không ạ? Lúc mà mình đặt mục tiêu ấy thì là thằng nào quyết định? Thằng thân, thằng tâm hay thằng trí? Thằng trí là quyết định mà. Đúng không? Thằng này thằng lãnh đạo mà. Thế vậy thằng lãnh đạo mà làm sai mà gì ạ? Mà không quyết định đúng thì là gì ạ? Đi trách thằng thân này, đi trách thằng tâm này là sai. Đúng chưa ạ? Cho nên đừng trách bản thân. Kể cả mà mình chưa có kỷ luật nhá. Kể cả mình chưa có kỷ luật bản thân thì mình hiểu rằng là bởi vì là mình chưa có mục tiêu ở trong cái lĩnh vực đó. Bây giờ anh chị em thử comment xuống là mình chưa kỷ luật bản thân ở chỗ nào. Vì chỉ cho. Đúng chưa? Anh chị em comment xuống là chúng ta chưa kỷ luật bản thân ở chỗ nào. Thì Huy chỉ cho. Thì bây giờ Huy chia sẻ cho anh chị em là cái câu chuyện mà Huy tập thể dục. Đúng không ạ? Đây. Anh chị em cứ chat xuống nha. Anh chị chat xuống là cái gì ạ? Mình đang muốn kỷ luật bản thân ở cái đoạn nào. Vì hướng dẫn anh chị em cũng như là chia sẻ câu chuyện thực tế của Huy. Đấy chứ ạ? Đây là những cái hình ảnh mà Huy tập thể dục. Anh chị em thấy rất nhiều những cái hình ảnh Huy tập thể dục. Đấy. Thế thì tập thể dục này. Đấy, xong đầu có những cái anh chị em có nhìn thấy màn hình không? Có, đã nhìn thấy màn hình. Đó. Thì đây là những cái mình đi tập thể dục thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái ngày và có những cái hôm là đi tập thể dục từ lúc mà trời tờ mờ sáng này. Đấy. Nó còn trời nó còn tối om này. Anh chị em thấy không ạ? Tối om này. Đây là cái buổi là hôm đi chạy marathon. À không phải chạy Hồ Tây. Cái hôm này là hôm đầu tiên là gặp bạn Đức Đồng đây này. Đấy, Đồng còn nhớ cái hôm mà Hồ Tây không? Anh em mình gặp nhau lần đầu tiên này. Đấy. Đây. Đấy. Cái này là cái giải chạy Hà Nội đêm. Đấy. Hà Nội đêm xuất phát lúc 12 giờ đêm anh nhé. 12 giờ đêm chạy lòng vòng ở Hà Nội ấy, ở trên các đường phố Hà Nội. Đó. Đó. Rồi đây anh chị em thấy ạ, phần lớn là lúc mà gì ạ, là chạy là lúc mà tối om này. Có hôm còn đi chạy còn gì ạ, còn mang ô đi, bởi vì sao? Bởi vì trời mưa. Đấy, trời mưa. Một số hôm trời mưa thì sao ạ? Chạy ở trong hầm, không chạy ra ngoài được thì chạy trong hầm. Đó, đây là cái chương trình mà ở Eco Park. Chương trình này là ở Eco Park Marathon. Đó, đây là các cái các cái hình ảnh để mà dạ, mà gọi là đo cái km, đây là 8 km này. Đó. Đấy, đây là cái chạy chương trình chạy ở bữa này là ở đây vẫn là ở đây thì vẫn là ở gần nhà. À, đây là cái chương trình chạy ở chạy leo núi ở Hà Nội Ultra Trail ở núi Hàm Lợn ở trên Sóc Sơn. Đó. Đây thì là cái chương trình là chạy marathon ở Long Biên marathon. Đấy, chạy 42 km. Đấy, chương trình là chạy 42 km. Đó. Đây thì là chạy ở khu FLC Vĩnh Phúc. Đây là FLC Vĩnh Phúc anh chị em nhé. Đó. Đây Hà Nội Ultra Trail. Đấy.
Đây thì này là cái giải, đây là chạy ở ở Huế, chạy ở Huế anh em nhé, chạy ở Huế đó, sáng sớm đến Huế chạy đó. Đấy, rất nhiều các cái giải. Đây là các cái vi chụp ở cái chỗ nhà Huy ở Goldmark City, là các cái anh chị bảo vệ buổi sáng họ 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 có cái buổi gọi là cái buổi mà duyệt binh hay là gì đó không, không biết. Đấy. Đấy, đây là chạy ở dưới hầm, lúc trời mưa chạy dưới hầm đó, anh chị em thấy không? Đấy, rất nhiều. Đây, ăn sắn này, đây chạy lúc còn gì ạ? Đấy, có cái mũ rất đẹp, mũ phát sáng rất đẹp này. Đấy, chạy lúc còn tối om này. Đấy, chạy lúc còn tối om đó, đó. Rồi đây, đây là cái mà gọi là kỷ luật bản thân anh chị em này. Chạy trong trời mưa, và cái giai đoạn này Huy nhớ không nhầm nó vào Tết năm 2018 hay 2019, Tết năm 2019 đấy, thì chạy ở trời mưa, anh chị em nhìn thấy mưa ướt này đấy, và cái giai đoạn đó là nhiệt độ xuống rất là thấp. Đây anh chị em thấy không, chạy trời mưa, chạy trời mưa, khi đó là gì ạ, trên đường gần như không có ai, không có ai chạy hết, nhưng mà mình vẫn chạy. Đó, không có ai chạy nhưng mình vẫn chạy. Đó, đây là anh chị em thấy không, mưa ướt như này. Đấy, mưa ướt như này, không có một người nào hết, không có bóng người nào hết. Đó, và mình vẫn chạy. Đó, nó có cái phần nhiệt độ đâu ấy. Lúc đấy nhiệt độ nó chỉ xuống khoảng độ 13-14 độ thôi anh chị em, 13-14 độ thôi. Đó. Đấy, thế thì đây nó gọi là kỷ luật bản thân, đúng không ạ? Và đây anh chị em thấy đây, morning walk đây. À, đây Huy có đánh dấu này, ngày số 4, đây 4, ngày thứ 4 này. Đấy, xong đến ngày 6 này, anh em thấy không? Ngày 6 này. Đấy. Xong đến ngày 8 này. Mình đánh dấu từ ngày 1 anh chị em ạ. Đấy. Xong đến ngày gì ạ? Ngày 9 này. Đó. Xong ngày 10, ngày 11 này. Đấy. Ngày 11 này. Đó. Xong đến ngày 14 này. Đó. Ngày bao nhiêu? Đấy, 14. Đó. Ngày 15 này. Đấy, 15 này. Đó, ngày này bao nhiêu, 17 này, kéo xuống nữa, đó, 18 này, lại xuống nữa, sâu thì cho nó nhanh, ngày 23 này, đó, anh em thấy không ạ, ngày 29 này, đó, ngày 31 này, còn đến ngày 50, năm mấy cơ, nhưng mà ở đây thì nó chưa tải lên hết. Ở trên này cái Google Drive Huy chưa tải lên hết. Đó. Thế thì cái bí mật để làm sao để mà gì ạ? Chúng ta dậy sớm tập thể dục hàng ngày và gì ạ? Liên tục trong vòng 50 mấy ngày như vậy. Thì cái bí mật ở đây đó là gì ạ? Xây dựng hình ảnh chủ thân. Và gì ạ? Và mình cam kết với cái mục số 4. Cái mẹo số 4 ấy, đó là gì ạ? Là tuyên bố. Cái mẹo số 4 là tuyên bố. À, mình tuyên bố với bản thân của mình, tôi là người gì ạ? Khỏe mạnh, tôi sẽ dậy sớm được. Và gì ạ? Tôi tuyên bố với thế giới. Huy đăng lên trên Facebook, Huy bảo là nếu mà anh chị em đang phải đấu tranh ấy, là mình đăng lên Facebook, mình đăng lên mạng xã hội, mình đăng lên cái đội nhóm của mình, mình nói rằng sáng mai tôi sẽ dậy sớm để tập thể dục. Ví dụ thế, sáng mai tôi sẽ dậy sớm làm việc. Nhưng mà trước đó anh chị em nhớ là mình phải có cái mục tiêu nhá. Phải có mục tiêu, sau đó chúng ta mới tuyên bố. Tuyên bố để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, để mà chúng ta giữ kỷ luật đó. Chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ? Tôi sẽ giữ kỷ luật trong vòng 30 ngày dậy sớm tập thể dục và nghe Zoom. Nghe Zoom cả đấy.
Thì nói ví dụ như thế. Thì Huy thường anh chị em thấy là Huy gì ạ? Hầu hết các cái gì ạ? Các cái đấy của Huy đều có gì ạ? Đều có tai nghe hết. Anh chị em để ý này. Anh chị em để ý này. Tất cả những lúc mà Huy tập thể dục đều có tai nghe hết. Bởi vì sao ạ? Vừa tập thể dục vừa nghe chung cả cái. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Thấy cái sợi dây đàng hoàng này. Cái sợi dây đàng hoàng này. Đây. Thấy dây không ạ? Vừa tập thể dục vừa nghe chung. Hầu hết tất cả các cái gì ạ? Các cái ảnh đều có gì ạ? Đều có tai nghe hết. Đây này, có tai nghe này. Đây, tai nghe này, nhìn rõ luôn này. Đấy, đây tai nghe này. Anh chị em thấy không? Hầu hết đều có tai nghe hết. Đấy, tai nghe này, tai nghe này, tai nghe này, tai nghe này. Đấy, tai nghe này, anh chị em thấy không? Đấy, hầu hết các cái ảnh đều có không cái dây đeo này. Vừa tập thể dục, vừa nghe chung cả cái bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy. Lúc nào mà gì ạ? Lúc nào mà cần tương tác thì mình gì ạ? Mình đi bộ, mình tương tác. Đấy. Đúng không ạ? Hầu hết đều có tai nghe hết, anh chị em thấy không ạ? Đó. Thế thì làm sao ạ? Mình cam kết 30 ngày tới mình sẽ dậy sớm tập thể dục và gì ạ? Và nghe Zoom. Được chưa ạ? Rồi, đúng rồi. Khi mà mình làm được cái việc này ấy, thì mình huấn luyện được cho cái thân của mình nó tạo thành một thói quen. Và khi thói quen rồi ấy, nó không có phản kháng nữa. Và khi không phản kháng nữa thì cái việc dạy của mình nó rất là nhẹ nhàng, mình không cần phải đấu tranh nữa. Và khi mình không cần phải đấu tranh nữa thì làm sao ạ? Nó trở thành kỷ luật bản thân, đúng không ạ? Nó trở thành kỷ luật, nó trở thành một thói quen. Kỷ luật bản thân đó là gì ạ? Mình ép bản thân mình vào để trở thành một thói quen. Kỷ luật bản thân chính là cái quá trình để huấn luyện bản thân của mình. Kỷ luật bản thân chính là kỷ luật cái bản thân của mình, chính là cái thân ấy. Cái trí của mình thì muốn rồi, hỏi muốn thành công không muốn, nhưng không kỷ luật được bởi vì mình không huấn luyện được bản thân mình. Cho nên kỷ luật bản thân chính là huấn luyện cái thân của mình. Bởi vì thân của mình ấy, thường ấy, nó thích an nhàn, nó thích nhẹ nhàng, nó không thích phải gì ạ, phải vận động. Cho nên là gì ạ, huấn luyện cho cái bản thân của mình chính là kỷ luật bản thân. Anh chị em nhớ điều này chưa? Mình hiểu điều này thì mình sẽ biết được là mình đang làm đúng hay làm sai. Cho nên là gì ạ? Đừng có trách nó, đừng có gì ạ? Đừng có trách cái thân của mình mà trách cái trí của mình này. Cái trí của mình nó chưa có, cái trí, cái tuệ của mình nó chưa đủ. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mình không làm cho cái thân của mình nó thay đổi. Cái thân của mình nó đấu tranh mà cái trí của mình ấy nó không thuyết phục được cái thân. Cho nên là gì ạ? Cái thân nó thắng thế. Cái thân nó thắng thế thì làm sao ạ? Là chúng ta không đạt được thứ chúng ta muốn. Đấy. Vì vậy cái mà cái người mà cái thứ mà chịu trách nhiệm ấy là cái trí này với cái tâm này chứ không phải là cái thân. Cho nên đừng trách cái thân bản thân mình nữa. Mình không làm được thì đó là do lỗi của cái trí của mình chưa đủ. Thì việc của mình là gì? Học tập đi đã. Đấy chứ ạ? Mình học tập, mình nghiên cứu, mình hiểu được à, mục tiêu của mình chưa đủ. Cho nên là gì ạ? Chưa có động lực để mà cho cái thằng thân này nó thay đổi. Đấy. Cho nên là để có động lực thì có mấy cái mẹo như vừa rồi nói này, là xây dựng hình ảnh bản thân, lập mục tiêu đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Là tuyên bố với gì ạ? Với mọi người. Ví dụ như này, nếu 30 ngày tới mà tôi không dậy sớm để mà tôi chạy bộ được, hoặc là tôi dậy sớm để học tập được, tùy vào cái mục tiêu của mình nhá, thì tôi sẽ cho mỗi một người mà comment xuống cái gì ạ, cái topic này, mỗi người 1 triệu. Mà mỗi ngày mà tôi không làm được thì là mỗi người 1 triệu, tức là 30 ngày mà không làm được thì mỗi người là 30 triệu. Ôi giời ơi, cái thân của mình nó gì ạ? Nó bảo là mất 30 triệu nó bao nhiêu đồ ăn của mình ấy, bao nhiêu quần áo mặc của mình ấy. Cái thân thì nó thích ăn ngon, thích mặc đẹp. Được chưa ạ? Ăn ngon mặc đẹp là cái thân này, là mình chiều cái thân của mình này. Cho nên ăn ngon mặc đẹp là để mà chiều chuộng cho cái thân của mình. Được chưa ạ? Còn cái trí tuệ này thì nó quan trọng, thì ăn ngon mặc đẹp cái trí tuệ này thì nó cần là gì ạ? Là đọc được bao nhiêu cuốn sách, xem được bao nhiêu video, nghe được bao nhiêu cái rung gà gáy. Thì đấy là cái trí nó cần, nhưng cái trí nó cần gì? Ăn ngon mặc đẹp, đúng không anh chị em? Hiểu chỗ này chưa? Anh chị em hiểu điều này thì comment xuống ạ. À, chưa tự tin phát biểu cảm nghĩ. Rồi, chưa tự tin nó lại chuyện khác nhé. Đúng chưa? Kỷ luật bản thân là mình phải dạy, mình phải huấn luyện cho bản thân mình nó trở thành một thói quen. Đó, chưa nghiêm túc, chưa nhiệt tình, đúng rồi. Thế thì bây giờ nhé, mình thay đổi hình ảnh bản thân của mình đó là gì ạ? Tôi là người nghiêm túc, tôi là người nhiệt tình, được chưa? À, mình chưa tự tin gặp khách hàng đúng không?
mình huấn luyện bản thân mình, mình nói với bản thân mình nói rằng là gì ạ? Tôi là người tự tin. Thằng Chí nói với thằng Thân rằng là gì ạ? Tôi, bởi vì thằng Chí nó cũng là tôi, thằng Thân cũng là tôi, thằng Tâm cũng là tôi mà, đúng chưa? Cho nên là mình nói rằng tôi là người tự tin. Thì thằng Thân nó là ừ đúng rồi, tôi là người tự tin. Nhưng mà thằng Chí này phải nói nhiều lần với thằng Thân thì thằng Thân nó mới hiểu. Bây giờ mình huấn luyện con chó, mình bảo là gì ạ? Mày đi nhặt xương cho tao, hoặc là đứng dậy, hoặc là gì ạ? Milu, Milu, đứng hai chân đi, hoặc là bảo nằm xuống. Thì mới đầu nó không hiểu thì mình phải nói nhiều lần để nó hiểu. Và khi nó hiểu thì mình phải gì ạ? Mình phải thưởng cho nó, đúng chưa? À, nếu như mà mình nói rằng tôi là người tự tin mà thằng Thân này nó bắt đầu nó hơi hiểu hiểu và nó làm được những cái lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên nó làm được ấy, mình phải thưởng cho cái Thân này, à thưởng cho nó cái gì? Thưởng cho nó ăn ngon, thưởng cho nó mặc đẹp, thưởng cho cái tâm của mình, thưởng cái gì? À yeah, mình phải ăn mừng là gì ạ? Thưởng cho cái tâm của mình nó sướng rồi ạ. Cái tâm của mình nó thích khen. Cái tâm của mình là cái thứ là gì ạ? Là thích khen, thích được ghi nhận, thích được tôn trọng, thích được yêu mến, đúng chưa? Cho nên là thưởng cho cái tâm của mình, à tao rất là yêu mày, tao rất là yêu mày. Đấy, thưởng cái Thân của mình ấy, là tao rất là yêu thương mày. Đấy, cảm ơn mày vì mày đã gì ạ? Mày đã hành động giúp tao. Được chưa? Đấy. Cho nên là có nhiều người ấy là nghĩ rằng là cái Thân nó là của mình, cho nên là không cần phải gì ạ? Không cần phải biết ơn nó, không cần biết ơn nó, không cần cảm ơn nó, không cần phải khen nó, không cần động viên nó, không cần ăn mừng, không cần cho nó ăn ngon, không cần cho nó mặc đẹp. Thì làm sao ạ? Thì nó đình công, nó không làm. Nó không làm, thế là mình muốn làm mà không làm được. Bởi vì cái Thân này nó đình công, bởi vì cái Tâm này nó đình công. Cho nên cái thứ mình muốn nó là cái Trí thôi. Cái muốn nó là cái Trí. Còn cái mà làm được hay không ấy, nó phải là gì ạ? Là cả ba thằng nó đồng hành. Đây là gì ạ? Đây là một cái gọi là đội nhóm ở bên trong. Mình muốn xây dựng đội nhóm bên ngoài thì đội nhóm bên trong của mình nó phải ngon, được chưa? Bản thân mình nó có ba thằng, đúng chưa? Mà ba thằng này nó phải gì ạ? Nó phải đồng tâm hiệp lực thì mình mới tạo ra được sức mạnh. Ok chưa? Anh chị em hiểu cái này chưa? À, rồi. Chưa kỷ luật làm theo kế hoạch. Cái kế hoạch đấy ấy, là mình đã gì ạ? Mình đã hỏi thằng Tâm của mình ấy là cái kế hoạch này có thực sự là cái thứ mà mình cần không? Thằng Tâm nó trả lời thế nào? Mình đã hỏi thằng Thân của mình là nếu thằng Thân thì nó không quan tâm. Thằng Thân nó chỉ bảo là nếu mà tao hoàn thành cái kế hoạch này thì mày thưởng cho tao cái gì? Thế mà bảo là thưởng cái gì, tao chẳng thưởng cái gì cả. Thế thì thôi. À, nếu như mà mình trở nên giàu có thì mình sẽ ở trong nhà sang, mình đi xe xịn. Ở nhà sang thì cái thằng Chí này nó cũng không sướng lắm đâu. Nhưng mà thằng Tâm nó sướng là gì ạ? Nó ở trong đấy nó cảm thấy nó là gì ạ? Nó oai. Nó cảm thấy nó gì ạ? Nó cảm thấy nó cái tâm của nó được gì ạ? Được mọi người ngưỡng mộ, được mọi người tôn trọng. Còn thằng Thân là sao ạ? À, ở trong nhà to, ở trong nhà đẹp thì cái Thân nó cảm thấy thoải mái, đúng chưa ạ? Ở đi xe thì nó cảm thấy an toàn, đi xe đẹp, đi xe xịn thì cái Thân này nó cảm thấy an toàn. Thế nó bảo, ừ nhỉ, nếu mà bây giờ mình cố gắng một tí thì sau này mình ở nhà sang thì đi xe xịn thì mình sẽ được an toàn. Ở trong cái xe mà ngoài trời người ta khói bụi mà mình nắng nó không vào người, bụi nó không vào người, mình hít thở không khí nó trong lành, rồi là gì ạ, nó được mát mẻ. Cái Thân nó thích ở gì ạ, ở trong cái phòng mát mẻ. Cho nên là gì ạ? Cho nên là thằng Chí này nó phải thuyết phục thằng Thân. Này, mày cố lên một tí đi. Xong vài bữa nữa mình có tiền, mình mua cái xe hơi mình đi, đúng không? Mình mua xe hơi mình đi, mình ở trong đấy nó có điều hòa nó mát. Chẳng may mà có tắc đường ấy, thì mình ngồi trong đấy mình bật nhạc, mình ngồi mình gì ạ? Mình cũng sướng. Đúng không? Cho nên là thằng Thân nó bảo ừ gì, thôi được rồi, tao nghe mày nhá. Tao sẽ cố lên một tí, tao sẽ gì ạ? Ngày hôm nay tao sẽ gặp thêm một người nữa, mình dự định là gì ạ? Dự định là hôm nay mình sẽ gặp 3 khách. Thằng Thân nó bảo là thôi mày ơi, mày cố thêm một tí đi gặp 4 khách đi, để sau này tao được đi ô tô cho nó sướng. Hiểu chưa? Anh chị em hiểu không? Cái thằng Thân là thằng chuyên môn, là đình công. Cho nên phải thuyết phục được cái thằng Thân. Đấy, thuyết phục cái thằng Tâm. Thằng Tâm là, thì là trung tâm mà, trung tâm luôn. Cho nên là gì ạ? Cho nên thuyết phục thằng Tâm là này, mày đi xe hơi mày có oai không? Lên xe, xuống xe, nhìn trong có sướng không, có sang không,
người ta nhìn vào người ta có ngưỡng mộ không? Thằng Tâm nó bảo ừ đúng nhỉ, mình đi ô tô thì mình con người mình nó cũng đẳng cấp. Được, ta đồng ý duyệt cho mày làm cái việc đấy, đúng không ạ? Duyệt cho mày làm cái việc mà kế hoạch đấy. Được, tao đồng ý kế hoạch đấy. Thằng Thân bảo được, tao đồng ý kế hoạch đấy. Như vậy thằng kế hoạch thằng Chí đưa ra, thằng Tâm, thằng Thân nó đồng ý thì nó có động lực để hành động. Còn làm sao khi mà nó chưa đồng ý thì làm sao? Nó không hành động. Ok, anh chị em hiểu điều này không? Ừ. Rồi. Đúng rồi, thằng Thân nó không phải khó bảo. Thằng đấy nó nghĩ đơn giản, nó là trẻ con, nó là con động vật thôi. Cho nên là mình bảo sao nó làm vậy, nhưng mà mình phải bảo nó, mình phải thuyết phục nó. Bởi vì nó rất là ngu. Cho nên là khi mà mình nói chuyện với nó thì mình phải nói chuyện bằng cái lợi ích. Một là lợi ích, hai là gì ạ? Hình phạt. Đấy, một lợi ích, hai hình phạt. Nếu mà mày không có xe ô tô mày đi thì mày sẽ gì ạ? Mày sẽ đi xe máy, mày sẽ khói bụi, mày sẽ mệt mỏi. Sau đó mày sẽ gì ạ? Hít bụi nhiều, mày sẽ bị bệnh tật, mày sẽ bị ung thư đấy. Mà mày ung thư mày có thích không? Anh chị em hỏi là mình có bị thích ung thư không? Có thích chết không? Chết tức là gì ạ? Là hết, chết là cái thân này chết. Nhưng cái tâm, cái trí thì cái trí có thể cũng mất, nhưng cái tâm có khi vẫn còn. Tôi biết cái này là nghiên cứu ở cái cạnh khác, đúng không ạ? Đấy, cho nên để mà có kỹ năng thuyết phục bản thân, kỹ năng để thuyết phục bản thân, kỹ năng là vượt qua cái bản thân của mình ấy, thì mình cần phải học. Nên cho nên là trí mà không đủ sức để thuyết phục bản thân ấy, thì là gì ạ? Do là mình chưa học đến nơi đến chốn. Thì cuối cùng là gì ạ? Là quay trở lại học, đúng không ạ? Học để mình hiểu cách để mà quản lý bản thân của mình. Người ta gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân cái đầu tiên là mình tu cái bản thân của mình, đúng không ạ? Và tu bản thân của mình tu một lúc ba cái luôn, là thân, tâm, trí, đúng không ạ? Tu một lúc cả ba cái luôn đấy. Và cái mẹo tiếp theo này đó là mình phải gì ạ? Mình phải sẵn sàng thay đổi và gì ạ? Và sẵn sàng hy sinh. Nhớ này, là cái thằng thân của mình lúc nào nó cũng phải so sánh. Và nếu mà làm thế thì ta được gì, ta mất gì? Đúng không ạ? Làm đấy thì mất gì, được gì? Cho nên là gì ạ? Là trong cái tâm của mình, cái trí của mình là mình phải sẵn sàng hy sinh. Mình phải hy sinh những cái thời gian thoải mái, hy sinh những thời gian an nhàn, hy sinh tiền bạc, hy sinh công sức, hy sinh những cái gì. Ví dụ như là mình nằm ngủ thì nó sướng hơn là dậy. Nhưng mà mình phải hy sinh cái giấc ngủ đấy để làm gì ạ? Để giúp cho cái trí của mình nó phát triển. Được chưa ạ? Đó. Cho nên là gì ạ? Phải sẵn sàng hy sinh. Mình muốn được cái gì đó thì mình phải chấp nhận mất cái gì đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng là lúc nào mình cũng muốn được tất cả. Mình muốn leo lên cái ngọn núi cao thì mình phải thấy là gì ạ? Là bên cạnh nó là vực sâu và rủi ro là có, đúng không ạ? Chứ còn mình cứ đi đường bằng như này thì mình không có rủi ro. Thì cái rủi ro là thằng thân nó sẽ chịu. Bởi vì sao ạ? Thằng thân nó sợ bị gì ạ? Thì đau, ngã nó đau. Cho nên là thằng Chí thì muốn lên cao, nhưng thằng thân thì nó bảo thôi ở dưới cho an toàn. Thằng thân nó bảo là thôi mình kiếm ít tiền này, mình ở dưới đồng bằng cho nó an toàn, nó giống mọi người. Cho bây giờ mình nhiều tiền là mình leo lên cao là mình dễ bị ngã đau. Mình leo lên cao đến lúc mà mình ở sung sướng rồi, mình đi xe sang nó quen rồi. Bây giờ mình không có xe sang, mình xuống đi xe máy mà là mình lại cảm thấy đau khổ. Thì thằng Tâm nó cảm thấy đau khổ. Còn thằng thân thì sao? Có những người đi xe thì đi xe quen nó không đau khổ, nhưng mà đang từ ô tô mà Bentley, mà BMW, mà Audi ấy, mà xuống đi xe đạp, xe máy là cảm thấy khổ, đúng không ạ? Đấy, thế thì mình gì ạ? Thằng thân nó bảo thôi đừng leo lên trên đấy, đừng giàu có làm gì cả, ở dưới này cho nó an toàn. Đấy, nó không có vực sâu. Chứ còn leo lên núi ấy, thì mình nhìn xuống dưới mình thấy rất sâu, mình rất sợ. Thân này nó sợ ngã, mà ngã nó đau, nó sợ. Đấy, cho nên mình phải nói rằng là này, ở trên cao đấy nó không khí nó thoáng, nó mát. Ở trên cao đấy là mình nhìn được nhiều, nhìn được xa. Cái mắt ấy, là gì ạ? Đúng là thân. Mình nhìn được nhiều, nhìn được xa. Cho nên mình phải thuyết phục cái thân của mình rằng là lên trên đấy đi hay lắm, lên trên đấy đi an toàn lắm, lên trên đấy đi thích lắm. Đấy chưa? Đấy, cho nên là gì ạ? Nó mới chấp nhận hy sinh, rằng là hy sinh cái gì ạ? Hy sinh cái rủi ro. Không có làm cái gì không có rủi ro, anh chị em nhé. Làm gì cũng phải có rủi ro. Thì chấp nhận được rủi ro lớn thì sẽ thành công lớn.
Còn những người mà không dám chấp nhận rủi ro thì sẽ không có thành công. Cho nên đó là lý do tại sao rất nhiều người đâm đầu vào tài chính. Bởi vì sao ạ? Rủi ro lớn thì lợi nhuận lớn. Tài chính kiếm được tiền không? Có kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà rủi ro ở đây là gì? Rủi ro đấy là chúng ta bị mất uy tín, là thằng tâm của mình ấy, là nó sẽ cảm thấy rằng là nó bị mất uy tín, nó không được mọi người tôn trọng, không được mọi người yêu thương, cho nên là gì ạ? Nó không làm. Còn những người mà gì ạ? Là chấp nhận được, là mất uy tín cũng được không sao, tao chỉ cần là gì ạ? Có nhiều tiền thôi. Đấy. Thì đấy là gì ạ? Là chiều của thằng thân. Thằng thân này là ít là gì ạ? Việc nhẹ lương cao, không cần phải làm gì cả, cứ ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên là gì ạ? Những người lựa chọn tài chính là những người là gì ạ? Mà không cần phải làm, tức là người làm nhưng mà vẫn có nhiều tiền ấy, thì đã làm tài chính. Nhưng mà để làm việc đấy ấy, thì cần trí tuệ là phải giỏi. Làm tài chính mà không có trí tuệ thì đấy là gì ạ? Đấy là rủi ro. Đấy, người ta gọi là kinh doanh mà không có kiến thức thì nó gọi là đánh bạc. Mà đánh bạc mà có kiến thức thì gọi là kinh doanh. Đúng không anh chị em? Đấy, thế thôi. Rồi, cái mẹo số 6 này. Đó là nghĩ ít thôi, làm đi. Làm cái gì mình cần làm ấy thì làm ngay. Bởi vì sao ạ? Cái thân của mình ấy thì nó hoàn toàn điều khiển bởi vì cái thằng trí. Được chưa ạ? Thằng thân nó được điều khiển bởi thằng trí. Với thằng trí nó không ra quyết định, cứ ngồi nghĩ. Ngồi nghĩ thì thằng thân nó không biết làm cái gì cả. Được không? Cho nên là gì ạ? Thằng trí nó cứ ngồi nghĩ, không biết làm cái này có được không, không biết làm cái kia được không, không biết mình làm cái này hay làm cái kia, làm cái này thì lợi hơn hay làm cái kia lợi hơn này, hay làm cái này thì lại nói ra cái này, làm cái này thì ra cái kia. À, nếu mà mình dậy sớm thì ra dậy sớm thì lại mất thời gian, thì ngủ xong rồi mình lại mệt xong rồi mình lại thế này thế kia, thế thì có nên là dậy sớm đúng không ạ? Thì bắt đầu mình nghĩ mình cứ ngồi mình nghĩ. Khi mà mình nghĩ thì làm sao? Nghĩ mình không làm. Bác đóng cửa lên, đang bật điều hòa, ra ra không đóng cửa vào. Đúng ạ. Cho nên là ví dụ buổi sáng mình dậy chẳng hạn, thì mình dậy xong mình dậy luôn, không nghĩ nữa. Bây giờ mình đấu tranh không biết có nên dậy hay không, thì làm sao ạ? Bụp một phát đến 8 giờ luôn. Đúng ạ. Cho nên là bây giờ mình luyện một cái thói quen là nghĩ ít thôi. Luyện là luyện ra còn trí này. Trí ấy, nghĩ ít thôi, làm. Nhưng mà làm mà không nghĩ thì sao? Nó sai. Làm không nghĩ nó kiểu gì cũng sai. Thế sai thì sao ạ? Sai thì mình sửa, sai lần sau làm tốt hơn. Nó gọi là ready fire aim, tức là gì ạ? Sẵn sàng bắn xong ngắm. Đấy ạ. Sẵn sàng bắn xong ngắm, bắn là gì ạ? Mình làm bắn đi xong bắt đầu nó bị lệch. Đây, trước mắt mình ngắm đó. Ví dụ như là mình cái mục tiêu của mình kia, mình bắn sang bên này, mình thấy lệch xa quá, mình dự tính ở trong đầu mình dự tính nó lệch như này thì mình phải di chuyển về đây một góc bao nhiêu độ. Thì bây giờ ngồi mà nghĩ, mình phải di chuyển từ đây xuống đây là 13 độ, à không phải 13,6 độ. Bắt đầu mình ngồi mình di chuyển 13,6 độ, không biết là đủ 13,6 độ chưa, bắt đầu mình đo lường chưa đủ 13,6 độ. Thì làm sao ạ? Kẻ thù nó giết mình lâu rồi. Đúng không ạ? Mình ngồi mình nghĩ nhiều quá ấy, thì là gì ạ? Tay không bóp cò được. Và gì ạ? Và chết. Đó. Cho nên là gì ạ? Mà không nghĩ nữa. Mình ít rồi. Mình muốn làm cái gì ạ? Thì làm luôn. Tức là cái mệnh lệnh từ bên trên này truyền thẳng xuống dưới luôn. Từ mệnh lệnh từ trên này truyền thẳng xuống dưới luôn. Đấy. Còn ông bên trên này, ông vẫn còn đang nghĩ, ông vẫn còn đang đắn đo, ông chưa quyết định. Đấy chứ ạ? Ông chưa ra quyết định thì sao ạ? Thân nó không biết làm gì hết. Thân nó rất ngu. Nó chỉ là gì ạ? Thừa hành theo những quyết định mà bên trên ra thôi. Cho nên việc đầu tiên của mình ấy, là phải ra quyết định. Đấy chứ ạ? Ra quyết định. Đó. Đó. Thế cho nên là gì ạ? Là như hôm trước tôi có một cái bài chia sẻ về 4 kỹ năng quan trọng để thành công ấy. Thì kỹ năng đầu tiên đấy là kỹ năng gì ạ? Nhận thức. Kỹ năng nhận thức đấy là ở trí tuệ của mình nhận thức. Kỹ năng thứ hai đấy là kỹ năng thay đổi.
kỹ năng thay đổi thì là cái thằng tâm mình nó phải sẵn sàng thay đổi, nó phải chấp nhận những rủi ro. Kỹ năng thứ ba là cái kỹ năng ra quyết định. Ra quyết định là thằng tâm thằng trí là phải đồng lòng với nhau ra quyết định, đúng không ạ? Và kỹ năng số 4 là kỹ năng hành động, là thầy ạ, huấn luyện cho thằng gì ạ, thằng bản thân mình hành động, đúng không ạ? Ít thôi làm đi. Đấy, mình ngày hôm nay mình có kế hoạch định làm gì làm luôn, đúng không ạ? Đừng nghĩ nữa, ít thôi thì lúc đó thì mình sẽ gì ạ, dễ dàng vượt qua được cái vùng thoải mái của mình, vượt qua được những nỗi sợ hãi của mình, vượt qua được những cái rào cản về mặt tâm lý của mình, rào cản về mặt kiến thức của mình. Bởi vì sao ạ? Có nhiều thứ mình chưa hoàn hảo nhưng mình làm mình sẽ hoàn hảo. Đừng đợi hoàn hảo rồi sẽ làm. Đấy, thằng Chí thì lúc nào cũng phải đợi hoàn hảo mới làm. Đấy, nhưng mà thằng thân thì nó chẳng quan tâm, nó làm xong nó rút kinh nghiệm, được chưa? Để ra quyết định ngay. Đấy, cho nên có một cái quy tắc đó là gì ạ? Ra quyết định trong vòng 3 giây. Mình định làm cái gì đó thì trong 3 giây mình phải ra quyết định. Sau đó là gì ạ? Trong vòng 5 phút thì mình phải hành động. Trong vòng 5 phút tiếp theo mình phải có cái hành động nào đấy để đạt được cái mục tiêu của mình. Ví dụ như là lúc mà mình nghe chuông là trong vòng 3 giây là mình phải gì ạ? Mình phải ra quyết định là phải dậy hay không dậy. Dậy hay không dậy chỉ quyết định trong vòng 3 giây thôi. Được chưa? Dậy cũng được, không dậy cũng được, không sao cả. Không dậy thì mình có một gì ạ? Có một kỷ luật bản thân, đó là một ngủ nướng cũng phải gì ạ? Cũng phải kỷ luật bản thân anh em. Có con người bảo là ngủ nướng thì là khó phết đấy. Bây giờ thay đổi để mà ngủ nướng thì là khó phết đấy. Mặt trời nó chiếu vào mặt mà ngủ tiếp mà không ngủ được luôn. Đấy. Được chưa? Thức cũng được, ngủ cũng được, nhưng mà gì ạ? Phải ra quyết định. Sau khi ra quyết định xong thì mình ra nhổm dậy xuống giường, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta muốn làm cái gì đấy, muốn gặp khách hàng thì ra quyết định xong nhấc máy lên làm, không nghĩ nữa, ok không ạ? Rồi, thời gian thì không còn nhiều, cho nên là gì ạ? Là Huy xin phép dừng lại ở đây. Phần lớn 80% những cái nội dung thì Huy đã truyền tải cho anh chị em rồi, cho nên là như vậy là đủ rồi, đúng không ạ? Thì xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã lắng nghe, tương tác thường xuyên. Hơn 200 anh chị em đã lắng nghe và tương tác và sẵn sàng hành động, đúng không ạ? Sẵn sàng hành động khi mà chúng ta cần thiết. Thì thời gian thì cũng đã hết. Xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị em. Chúc anh chị em chúng ta sẽ giữ được cái kỷ luật bản thân. Chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta phải kỷ luật bản thân và chúng ta hành động. Nhớ là chúng ta phải có sự có sự đồng thuận giữa ba yếu tố thâm tâm và thân tâm và trí để chúng ta có thể hành động được một cách mạnh mẽ và giữ được cái kỷ luật bản thân của mình dựa trên 6 cái mẹo Huy đã chia sẻ.